Rồi, chào các anh em nha. Thì hiện nay Unitech đang có mặt ở nhà máy điện Lộc Ninh 2 và đang kiểm tra sức khỏe của một chủ bin bất kỳ thôi. Thì cũng đang hướng dẫn sử dụng cho các anh em đội PCC2 sử dụng thiết bị. Bật cái đó chưa ta? Đây là bạn An đang hướng Như dẫn lại các anh tắt em rồi sử dụng sao thiết á? bị. Rồi, cái này là chưa? Không, đang bật lại mở luôn, đây, mở đang mở mở luôn. luôn. Đây là phần mềm của Sumatic ha. Thì cho các anh em mà chưa biết là Sumatic là thiết bị kiểm tra cái sức khỏe của chủ pin với mức điện áp lên đến 1.000 V kết hợp cho farm và rooftop, dùng các mạch chịu đựng lên được 30A ha. Thì khi mà đo đạt đó, ngoài một cái máy chính, cắm trực tiếp Này vào một cỡ cái mình chủ pin 30 tấm hay 60 tấm rồi. 30. 30 tấn. Một cái Cùng lọc lên máy đo trong chính này là kết chung là nối 2 vào ly một cái chủ 2, pin bất kỳ ha. chia là 2 2, Hiện tại thì chia là 2 3. các anh em Rồi, đang để máy đang đo đang được, đang 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 máy đang đo đang được off 8 phút đo ha. được. Cái này mình đang chưa đo chỗ nào đúng không? Chưa, Đang chưa đang được chưa. chưa off nè. Thì đây là một cái DC của Minobox của cái farm ha. Thì khi đo thì cũng đơn giản thôi. Các anh em sẽ đóng vào một cái cầu chì bất kỳ của phía dương, phía âm ha, để đo một chuỗi. Tức là mình sẽ cách ly những cái chuỗi còn lại và đo một cái chuỗi thôi ha. Thì mình sẽ thu thập được những thông số gì? Như là điện áp hơ mạch nè, dòng ngắn mạch nè, VMB nè, EMB nè, phi factor nè, và công suất maximum của cái chuỗi đó. Và Somatic thông minh ở chỗ là thiết bị này có thể Maximum 2 chỗ, được 2 chỗ. thiết bị này có thể là Nhưng mà tính 2 toán chỗ. được cái Nhưng hệ mà số suy hao cái ý nghĩa gì hết. của chủ pin, gọi là performance factor ha. Ở trên này, từ sau cho anh biết á. Thứ nhất là cái quang năng, Ha. thời điểm mình đo. Quang Đây năng là là cái ngoài cái máy chính đó trong quá trình hấp thu. À, cái thứ hai là cái nhiệt tiêu. mà Sumrid có thiết bị cảm biến có thể giúp Cả cái cho quang năng lẫn cả cái nhiệt tiêu người hấp dùng thu thu thập cũng được. như Thứ là nhất cái nhiệt tiêu là cái góc nghiêng mà tấm pin đang có nhiệt ha, tiêu trên mình để nó có sự hấp thu và nó có cũng cảm như là biến thông số á, để thu thập thì được đó là cái cái nhiệt quang tiêu năng khác nhau á. mà cái tấm pin đang nhận được. Thì mình Cái đó là cái thứ hai. Cái để thứ cho ba nó bắt đó là xuống cái cái nhiệt quang năng độ của ha. chủ pin Sumrid có hai cái cảm biến nhiệt độ trong đây, đo được. cái này có thể thấy đây. Thì một cảm biến nhiệt độ sẽ được gắn phía dưới tấm pin để thu thập nhiệt độ của cái xe pin, và một cái Đây cảm biến còn đây, lại được cái gắn cảm biến mà hiện tại mình đang free đo ha, là dựa vào cái góc để của kiểm tra nhiệt độ của môi trường. cảm biến này. Dạ, ok Thì dựa vào hai cái ha. thông Thì số quan trọng nhất là cái quang năng và cái nhiệt độ, thì Sumrid sẽ tính toán ra ha, tính toán ra cái hệ số suy hao của chủ pin và cho ta biết là chủ pin đang có vấn đề gì, nó có những bệnh lý gì và bệnh lý nguyên nhân từ đâu ra ha, và chúng ta sẽ có cái phương án xử lý kịp thời để không bị mất sản lượng. Ngoài Sumatic thì chúng tôi Đúng như đây mình bao nhiêu đậu anh? có mang theo Rồi thiết đó. bị Utility Pro của hãng Siward. Nói luôn cho anh em là đây là thiết bị đó cho farm ha. Từ từ em, quang năng Tới nó cũng thế à. Ý là điện nó áp đo cho mấy thôi. làm Bảy việc trăm mấy đến chạy 1.000 V á. Bảy trăm mấy và chạy dòng á. ngắn mạch lên đến Mà 40 thiết bị mạnh lên 40A. thì mình đo đâu đây anh? Thì thiết bị này thì Là đo cái thích mạch hợp để đo những chức năng cơ bản thôi. factor hay là cái Còn nếu mà muốn chẩn đoán chuyên sâu về cái đường cong IV curve thì cần dùng thiết bị Sonrix. dẫn đường á? Thì cái IV curve đó là cái function đo ở mức độ 2 theo tiêu chuẩn là tiêu chuẩn Việt Nam 11855 ha. Thì cũng chia sẻ để các anh em Cái quang năng nó Sula chỉ cùng có cùng thể biết lên được ngàn mấy về cái rồi đó, cái đó đo là sức rõ khỏe chủ pin. rồi. Hai ba triệu Rồi. rồi. Chào anh em. Nha. Hẹn gặp lại các anh em về những video sau ha. Giờ này Cảm ơn anh em đã theo dõi.